Kính thưa quý khán giả, thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ được tìm hiểu một cách chi tiết về cái giá trị cũng như là ứng dụng của cái các phương tiện chẩn đoán hình ảnh kỹ thuật cao, đó là CT và cộng hưởng từ trong việc ứng dụng, trong việc chẩn đoán và điều trị cho bệnh nhân. Nói về những đề giá trị của mỗi phương pháp CT và cộng hưởng từ thì chúng ta mỗi phương pháp chẩn đoán hình ảnh như thế sẽ có những cái ưu điểm riêng, sẽ có những đặc thù riêng. Và nói một cách rõ ràng thì CT là một cái phương tiện chẩn đoán khá phổ biến, còn MRI đó là những cái phương tiện chẩn đoán hiện đại cao cấp hơn ra đời phía sau. Và một câu hỏi đặt ra là liệu CT có thể được thay thế hoàn toàn bằng chụp MRI hay không? Thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta sẽ hiểu rõ một cách thấu đáo, nghĩa là CT có những ưu điểm như thế nào và cộng hưởng từ hay là MRI có những ưu điểm ra sao, để chúng ta có một cái nhìn tổng thể về các phương pháp chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng kỹ thuật cao trong ngành y. Những cái ưu điểm của MRI như là chụp để tầm soát đột quỵ như chúng ta đã biết rồi. Một trong những cái ưu điểm khác nữa đó là cái vai trò của cộng hưởng từ là vai trò tuyệt đối không thể thay thế được bằng CT trong trường hợp chúng ta chụp cho những cái mô mềm, mà đặc biệt đó là hệ thần kinh. Và đây là một cái trường hợp điển hình để chúng ta thấy rằng là với cái vai trò cộng hưởng từ, chúng ta có thể tầm soát sớm những cái khối u trong não. Mà với những cái lát cắt vô cùng siêu mỏng, nghĩa là với một cái lát cắt bề dày khoảng 0.3mm, 0.2mm, thì chúng ta sẽ tránh được cái tình trạng là chúng ta bỏ sót những cái khối u nhỏ có đường kính dưới 1cm, thì cũng sẽ được phát hiện rõ ràng trên cái cộng hưởng từ. Và với lát cắt bề dày là 0.1mm thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta gần như là có thể tầm soát được tất cả các khối u trong não. Thì đây là một trường hợp điển hình. Bệnh nhân là một bác sĩ, bệnh nhân là một đồng nghiệp của chúng tôi. Ở tuổi khoảng 50 thì một cái ngày khi bệnh nhân đi khám bệnh thì các đồng nghiệp khác mới thấy rằng là tự nhiên sao là bác sĩ có biểu hiện rất là lạ, là có những cơn nhức đầu, rồi những cơn là không có tập trung trong cái vấn đề khám chữa bệnh. Thì sau đó là bệnh nhân có xuất hiện một cái tê yếu nhẹ nửa người, và bệnh nhân, nghĩa là người bác sĩ đó đã được các đồng nghiệp chuyển ngay đến bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ, tại vì cái chẩn đoán ban đầu tại tuyến cơ sở nơi đồng nghiệp làm việc là nghĩ là trường hợp này là đang bị đột quỵ não. Tuy nhiên thì với một cái kết quả như chúng tôi, sau khi chúng tôi chụp cái cộng hưởng từ 3 tesla thì chúng ta thấy rõ ràng là bệnh nhân này có một cái khối u não khổng lồ nằm ở bán cầu bên trái, và nó đẩy lệch đường giữa, nó gây phù não rất là nhiều, làm cho bệnh nhân có tình trạng giả giống như đột quỵ, nghĩa là bệnh nhân bị tê yếu nửa người, nói khó, rồi là rối loạn ngôn ngữ, rồi có những cái lúc không tập trung. Và nếu như trường hợp này chúng ta không phát hiện ra đó thì bệnh nhân sẽ dẫn đến hôn mê và thậm chí có thể diễn tiến xấu. Và với cái vai trò của cộng hưởng từ như chúng ta thấy rồi, là với cái hình ảnh chụp ra thế này, chúng ta không cần phải tiêm bất kỳ một cái giọt thuốc tương phản nào để chúng ta có thể phát hiện đây là một khối u, và khối u này có nhiều mạch máu nuôi hay không, chúng ta cũng có thể dễ dàng phát hiện được trên MRI. Với những cái cơ quan chứa không khí, đặc biệt là phổi, thì vai trò của cộng hưởng từ thì không có thể nào mà thay thế được vai trò CT. Nói một cách khác đó là vai trò CT là có ưu thế tuyệt đối trong việc chụp khảo sát, tầm soát những khối u trong phổi. Thì đây là một cái trường hợp minh họa, bệnh nhân nam lớn tuổi có tiền căn hút rất nhiều thuốc lá và đi đến khám là tại bệnh viện đột quỵ tim mạch Cần Thơ là khám sức khỏe thường quy. Thì chúng tôi nghi ngờ là bệnh nhân này có cái vấn đề bệnh lý về ung thư phổi, bệnh lý về khối u phổi. Tại bệnh nhân thỉnh thoảng có những cơn ho kéo dài, ho không rõ lý do, và thậm chí có những cơn đau lối sau ngực. Và do đó thì với một cái hình ảnh chụp X quang thông thường thì chúng tôi chỉ có một trong một vài những cái dấu hiệu nghi ngờ thôi, và thậm chí có rất nhiều trường hợp hình ảnh X quang phổi là bình thường, nhưng mà với một cái bệnh cảnh lâm sàng là bất thường, nghĩa là bệnh nhân có ho kéo dài, đau ngực kéo dài, hút thuốc lá, thì đã có những cái khuyến cáo rất mạnh của Tổ chức Y tế Thế giới là bệnh nhân, những bệnh nhân như thế đó thì nên đi được tầm soát cái tình trạng ung thư phổi. Và trường hợp này chúng tôi cũng ứng dụng những cái phác đồ điều trị đó, và khi chúng tôi chụp hình CT phổi cho bệnh nhân này thì chúng tôi phát hiện ra một cái kịp thời một cái trường hợp này có một khối u trong phổi. Và đây là một trường hợp bệnh nhân cũng đã từng đi khám bệnh rất nhiều nơi và cũng đã được chụp nhiều cái X quang phổi mà không phát hiện ra tổn thương, cho đến khi bệnh nhân có những cái triệu chứng ho kéo dài, đau ngực không điển hình và sụt ký, gầy ốm thì chúng tôi mới chụp CT và phát hiện ra, và trường hợp này đã được xác định chẩn đoán là một cái ung thư phổi.
Và cái cơ quan thứ hai mà CT có thể khảo sát tốt hơn MRI đó là cái CT này có thể cho chúng ta một kết quả rất là nhanh chóng coi bệnh nhân có một chấn thương sọ não hay không. Nghĩa là trong trường hợp bệnh nhân có những cái chấn thương ở vùng nào đó, đặc biệt là chấn thương sọ não, thì chúng ta sử dụng CT trong phần lớn các trường hợp thì sẽ cho một kết quả rất là nhanh chóng và tiện lợi hơn so với chụp MRI. Ưu điểm thứ ba của cái chụp CT đó là bệnh nhân có thể phát hiện được chụp CT động mạch vành bằng cái máy này, nghĩa là chúng ta có thể chẩn đoán được bệnh động mạch vành bằng chụp CT có bơm thuốc cản quang. Thì đó là một cái hạn chế, một cái khó khăn đối với cái chụp động mạch vành, thì chúng ta cần phải bơm cái thuốc tương phản thì chúng ta mới quan sát được động mạch vành, thì nó khác hoàn toàn với cái vấn đề chúng ta chụp mạch máu não.